ngày mai em đi bình minh mỗi ngày lặng lẽ, từ ngày mai nơi đây mỗi khi chẳng em ta có một người vẫn mong chờ một người dẫu mai không còn đến. Mình ăn luôn. It's cauliflower. Mình. Này. Không, ở đây này, ở đây này. Có gì đầy không? Ủa đẹp nhé. Đẹp nhỉ. An Bình à? An Bình. Ừ. giỏi quá. An Bình giỏi quá, An Bình giỏi. Người cái mà người ta đi, đang người cầm người ta. Bây ăn quá. Rồi ra. Ra cái đầu mày đấy. Khóa cửa lại phải. Phải xong, phải xong, phải xong, phải xong. Phải xong, phải xong, phải xong. Cái gì vậy? Đấy. Nó đấy. Yeah. Một like này đi. Nó có nhỏ à. Ôi đừng có tay con. Lạc này là lạc rang đấy con. Rang cho mỡ lại con ấy. Để bông trừ riêng đấy. Chị ăn viên nào? Chị ăn viên nào cứ không? Ừ. Nha, chắc là treo kiểu này kiểu gì đâu. Yeah. Không. Nào, con ăn nấm mâm mọi người cùng ăn nha con nhau nhá. Ừ. Đây mà. Châu gấp. Ủa cái này bị lấy đâu rồi. Châu gấp cũng lợn đâu. Nó nào gác chuồng nợn, nó gác giữa bếp, nào gác chuồng nợn nó lại còn sạch. Này nó để giữa bếp là ăn khói. Đây cái này bọn sinh dân tộc thì nó cứ nhiều tay làm cái này. Ngon thế, nói cho ba biết. Ngắn ngô à? Ngon thế. Tao bố hỏi là mình bây giờ được mấy tháng tuổi rồi con? Con được mấy tháng tuổi cho con nói cho bố nghe xem nào. Ăn đi, Bình ăn đi. À quên rồi, bà chưa sơ cơm đã ăn nhiên nhỉ?